Trước hết chúng ta hiểu chữ phước hay là chữ họa. Tôi nghĩ chỉ cần hiểu chung chung thôi. Chữ phước là gì? Phước là những cái tốt, cái hạnh phúc, cái an vui, cái thành tựu. Cứ xem nó là phước, đúng không? Họa là những tai biến, biến cố, những thất bại, những cái gì sa sút, khổ đau, những cái bất như ý thì cho là họa. Cái từ họa và từ phúc là cái từ dân gian chúng ta thường dùng. Ở đời thích họa hay thích phúc? Hả? Ai mà ngu thích họa, đúng không? Ở đời ai cũng thích phước. Phúc là phước á. Chữ phước nó có hai cái âm, âm phúc hay là âm phước. Thì ở đời ai cũng thích, thích phước hay là thích phúc. Thích phước thôi được rồi, đừng thích phước tiếng à. Dùng chữ thích phước thôi ha. Không ai thích họa, tức là không ai muốn những điều bất như ý hay là những điều khổ đau. Nhưng mà có phải do nguyện vọng của chúng ta muốn là nó sẽ theo ý mình không? Có phải là mình chỉ thích phước, cái tự nhiên phước đến, mình không muốn họa, cái họa nó trôi đi? Xin thưa các vị, không bao giờ có những chuyện mà nó chiều theo nguyện vọng của con người như vậy. Nhưng mà để bàn sâu vấn đề này thì trước hết các vị cũng cần phải hiểu rằng phước họa nó là điều rất khó nói. Phải là người có trí tuệ, người giác ngộ, người mới nhìn sâu được phước họa. Còn phần lớn chúng ta, phước họa là theo cảm tính. Cảm tính là cái gì hài lòng chúng ta thấy đó là phước. Cái gì như mình mong muốn chúng ta gọi là phước. Cái gì không hài lòng, cái gì không như mong muốn chúng ta xem như là họa. Nhưng mà xin thưa các vị, cuộc đời không có cái gì gọi là rạch ròi như vậy đâu. Bản thân trong phước có họa, trong họa có phước. Và sự tồn tại của mỗi con người, họa phước hay là hạnh phúc khổ đau, nó đều đang xen với nhau. Chỉ có điều là con người không có xác định và phân tích được. Cho nên chỉ thấy khi nào hài lòng thì nói à tôi có phước. Khi nào người đó được gì đó nói có phước. Khi nào người đó gặp hoạn nạn, tai ương, khổ đau thì chúng ta cho là họa. Nhưng xin thưa, chưa hẳn. Có những cái được nhưng mà lại đang mất. Và có những cái đang mất nhưng mà sự thật rằng nó đang được. Rất là khó nói cái chỗ này. Vì vậy, họa phước cũng không hẳn là cho một chiều. Mà nên biết rằng trong phước có họa, trong họa có phước là như vậy. Tôi nhớ trong cổ học Tinh Hoa có câu chuyện kể về Tái Ông mất ngựa đó. Câu chuyện này người ta kể để thấy rằng người xưa, người có trí nhìn vào cái phúc họa không bằng cái cảm tính và cái nhìn giới hạn như những người thiếu trí tuệ đâu. Câu chuyện phản ánh là ông Tái Ông có một con ngựa, rồi sau đó ông bị mất. Thì mọi người cứ đến chia buồn ổng và nói rằng là tội nghiệp anh quá, ông mất ngựa như vậy, nhà ông cũng không phải khá giả mà như thế. Thì ông nói rằng thì mất ngựa là cũng không phải là cái gì tốt, thì cũng là họa đó, nhưng mà trong họa biết đâu có phúc. Thì ông nói vậy cái vài hôm, tự nhiên con ngựa ông nó dắt về thêm một con ngựa nữa đẹp hơn con ngựa của ông. Mọi người đến chúc mừng nói rằng ông có phúc quá, tức là con ngựa ông mất rồi, thay vì mất luôn nhưng mà nó lại trở về và nó dắt thêm một con ngựa nữa, thì mọi người chúc mừng. Ông nói biết đâu trong phúc có họa. Thì thật ra cái đứa con của ông ở trong nhà nó rất là thích con ngựa mới. Hằng ngày nó cứ là nó cởi và nó phi miết, cuối cùng bữa đó nó bị té. Nó té nó gãy tai gãy chân. Thì mọi người đến chia buồn nói rằng tội nghiệp ông quá, có ngựa mới con ông thích quá cho nên là về cuối cùng là gãy tai chân tàn phế. Thì ông này ông cũng nói là biết đâu trong họa đó có phúc. Thì sau đó tự nhiên là chiến tranh tới, bắt đầu là người ta kêu gọi những thanh niên là nhập ngũ đi lính. Con ông bị tàn phế cho nên là được ở nhà. Và các vị biết mà nhập ngũ đi lính thì
Nhất là thời chiến tranh ngày xưa, có đi hình như không có về đó. Các vị coi mấy cái bộ phim như là cỡ Tam Quốc Diễn Nghĩa rồi đó, các vị thấy không? Mình thấy người ngày xưa phải nói là bản lĩnh hơn bây giờ, phải không? Cứ là đưa mình về ga là lụi tới như thế. Như vậy thì trở lại vấn đề, chúng ta thấy rằng cái người xưa cho mình một câu chuyện để học, có nghĩa là đừng chủ quan khi phước mà cũng đừng quá thất vọng và bi quan khi quả. Bởi vì quả phước lồng ghép mà người có trí sẽ hiểu được các vấn đề. Tại sao dân gian lại có câu tản tài không tản mạng? Bởi vì kinh nghiệm của người xưa, có những người thấy rằng mình mất của đó, nhưng mà nó lại có những cái phúc để cho mình không mất mạng trong những trường hợp mà người xưa họ kinh nghiệm. Rồi có những trường hợp lấy được của lại đó, nhưng mà rồi cuối cùng đánh đổi sinh mạng. Có những người mất của đi, và người ta nói của đi thay người. Không phải là người ta nói bằng cái cách nói suông hay nói ngu, nhưng mà bằng kinh nghiệm trong một vài trường hợp, nó cũng phản ánh mà người ta đã để lại những bài học lớn cho cuộc đời. Nhưng mà nếu là người có trí sẽ nhìn vào biết cái đó quả hay là phúc. Bây giờ trong những cái lần mà tai nạn máy bay, tức là tai nạn hàng không, các vị biết tai nạn nào cũng thảm khốc, và dường như là rất khó ai có thể sống sót trong tai nạn máy bay. Có nhưng mà số lượng nó là quá hiếm. Nhưng mà các vị thấy sau cái lần tai nạn đó, đều thấy có những người nói rằng trong chuyến bay đó thay vì có họ, nhưng mà do họ bị đụng xe, con cái họ bị cái gì đó, hoặc bản thân họ tự nhiên bị bệnh gì đó, rồi cuối cùng làm trễ cái chuyến bay, hoặc là không thể đi được chuyến bay đó. Các vị thấy không? Vậy thì ví dụ một người họ chuẩn bị đi đến sân bay, họ có mặt trong cái chuyến bay đó, nhưng mà trên đường họ đi họ bị tai nạn. Khi họ bị tai nạn như vậy, họ có trách tai nạn đó không? Trách chứ. Họ có giận người gây ra tai nạn không? Và họ cảm thấy rất khó chịu khi tai nạn xảy ra. Nhưng mà nếu chuyến bay đó nó gặp tai nạn như vậy, thì họ còn cho tai nạn đó là một cái sự cố đáng trách không? Xin thưa với các vị, nếu như vậy thì họ nói sao? Hú hồn nhờ tai nạn này, may quá. Lúc đó họ nói rằng may quá nhờ tai nạn này mà tôi được sống. Có phải không? Vậy sao hồi nãy họ cho là tai nạn để trễ chuyến đi? Vì tai nạn cho nên họ cảm thấy phẫn uất khó chịu. Thậm chí họ có thể kiện cái người gây ra cái việc đó ra tòa. Nhưng giờ còn kiện nữa không? Hay là kêu nó lại cảm ơn và trả cho mày tí tiền? May quá nhờ mày gây ra chuyện đó cho nên là tao còn cái mạng này, còn được sự nghiệp này, bằng không là lên đường gặp tổ tiên rồi con. Cái đó là cái thực trong cuộc đời. Có những khi cái quả, nhưng mà nhờ mình có phước, cái phước nó thúc đẩy cho cái quả diễn ra, để ngăn chặn những cái quả nguy hiểm hơn mà không phải dễ gì mình có thể biết được. Cho nên có những người đôi co với những chuyện nhỏ, đôi khi nó hủy hoại đi những chuyện rất lớn. Cái này các vị phải biết như thế. Có những người phụ bạc xem thường những chuyện lợi ích nhỏ, hay là cộng trừ nhân chia với lợi ích nhỏ, trái lại thiệt hại những lợi ích to tát gấp trăm ngàn lần. Nhưng mà mình không biết rằng có những khi mình có phước nó mới diễn ra như vậy. Có những khi mình có phước nó mới diễn ra những cái chuyện mà mình hay gọi là xui. Nhưng mà cái xui đó như thế nào? Cái xui đó không ảnh hưởng đến cuộc đời, không ảnh hưởng đến sự nghiệp, nhưng mà mình vẫn cảm thấy khó chịu. Nhưng mà nếu một người có trí nhìn vào là biết đâu những cái xui nhỏ này nó lại cứu mạng mình và nó duy trì cuộc đời hay là sự nghiệp của mình tốt hơn và dài lâu hơn. Như vậy phải có trí mới hiểu được thế nào là quả, thế nào là phước. Còn thông thường quả phước theo cảm tính. Trên đường đi hành quá, Đức Phật nhìn thấy đống vàng, Đức Phật lôi A Nan chạy. Có phải không? Đức Phật nói đó là rắn độc, quả đó con. Nhưng mà một cái người nông dân bình thường không có phải là hiểu rộng sâu thì nhìn thấy đó là biết là gì? Đống vàng, vàng quý hay là tiện? Hả? Quý. Ví dụ các vị nè, là Phật tử đi ra đường thấy cây vàng ai gớt mà không biết chủ, thấy có lượm không? Hả? Có. Tôi có một lần tôi lượm đô la giả nè.
Tức là đô la âm phủ mà nó in làm sao hay quá. Còn mình đi trên đường cái mình thấy, ủa sao 100 đô? Thì dĩ nhiên là mình không có giựt ai, không ấy, thì trước mắt mình thì mình khòm xuống mình lượm. Vậy thì chúng ta nhìn thấy một cái gì á có giá trị thì con người chúng ta có tham hay không thì chưa biết, là vẫn là thấy thích. Cho nên cái việc mà Đức Phật thấy đống vàng, Đức Phật lôi A Nan chạy, nhưng mà nếu tôi gặp chưa chắc gì tôi chạy. Có vậy không? Tôi sẽ kêu gọi người khác đến, hoặc là tôi như thế nào đó, hoặc là tôi coi có ai không mà mình tính. Có phải không? Đâu có chạy dễ dàng vậy. Bởi vì sao vậy? Mình đâu đủ trí tuệ để mình nhìn sâu. Đức Phật nhìn đã biết đống vàng đó ở đâu ra rồi. Đức Phật biết vì sao có đống vàng như vậy. Cho nên Đức Phật nói A Nan, đi đi, quả đó. Thật ra những bậc tu hành thì cũng không quan trọng chuyện đó, thì Đức Phật gọi thì đi. Nhưng mà một cái tên nông dân nọ đó thì nói, ồ, đứa ông cụ Đào cũng bị mát, bị thần kinh rồi. Trời ơi, vàng như thế này mà ông nói là quả rắn độc gì đó, ông lôi đi. Anh này mới hốt về mới hốt ổ đó. Có phải không? Cuối cùng mới nói là Phật ơi, bây giờ con mới biết là rắn hổ là quả rồi. Bằng trí tuệ Đức Phật mới thấy được như vậy. Cho nên một người có trí nhìn vào quyền lợi hay nhìn vào cái mà thiên hạ gọi là phúc thông thường thì sẽ hiểu và đánh giá được cái đó phúc hay là quả. Còn bằng tham tâm, bằng cảm tính, bằng kém hiểu biết của chúng ta, đôi khi mình đang bị mang quả hoặc là chuẩn bị lấy quả vào thân mà mình cho đó là phúc. Vì vậy không vượt được lòng tham và thiếu đi trí tuệ soi sáng thì cũng rất khó biết cái nào là quả hay là phúc. Cái này các vị nên thận trọng.